Hai các bạn bây giờ nghe, mình sẽ mình mà sẽ khô chọn từ heo. từ bôi đen nè. Đó, bôi đen từ từ cái file này tới file này đúng Đó, không? mình sẽ bà con heo bôi đen cái này. Đó, làm sao để bao đen như vậy nha. Ừ. Đó thì mình bà con heo là giờ. Cái này mình nè. Để đi bao đen á là các bạn phải mình bà con heo là các bạn nhắn bốn cái ngón này. Ngón chỉ shift nè, rồi cái X nè, D B nè, không cần nhắn. Cầm chỉ heo. Quay của người ta nè. Đó, sang là đầu tiên là chọn chọn cái đầu tiên di chuyển trục tới đây, quay qua dưới đây. Đó, di chuyển trục đó ha. Bắt đầu nó rồi, không có đầu gì. Tiên này. Đó, di chuyển trục đây, sang là cái nhấn trục vào để chọn. Rồi sang di chuyển trục tới đây, xuống cái file cuối cùng. Đây. Đó là chỗ đây. Đó. Là bây giờ để cái tay dài. Rồi bấm cái trục chỗ đây là nó sẽ được. Sẽ bốn ngón mới được nghe. Đó là bốn ngón mới được. Đó quá nó làm luôn quá đâu. Đó là nó sẽ được cái đó. Bây giờ mình sẽ bây giờ là tao cũng mèo làm. Đó biết bây giờ làm được sao? Đó, làm đi. Đó, bây giờ làm được luôn á. Đó, phải bốn ngón mới được nghe. Một ngón là không được. Nào, chọn. Đó. Nè, làm gì ghê vậy? Nó phải nhắn bốn ngón nghe. Đó. Ủa sao vậy? Được rồi. Bà không biết làm. Nên tớ sao khó vậy? Chọn cái rồi nhắn bốn cái đó mà. Ủa? Mít không được. Bà xem chứ trời. Đó. Này các bạn mình sẽ nhắn bốn ngón nè. Shift SFB rồi nhắn chuột mới được bao đen được nha. Shift SFB mà. Ủa, má bị sao á? Cái bao đen này thôi dịp mễ. Mình chửi thề luôn các bạn. Ủa sao vậy? Hả? Nó bị gì vậy? Cầm qua đi, chỉ cho. Được rồi. Mình làm cái đường ăn không có được chứ tiện lâu làm hay xui được cái này. Các bà xem vậy. Nghe nó làm lẹ lắm quá. Làm đúng vậy. Nó lẹ quá. Đó, cầm qua cho nó kỹ. Ví dụ 4 ngón mà nhắn qua ngón gì hết. 4 ngón tụi lo. Đó, đặt ta vô. Ta đó là ngón này. Đó, một ngón đai. Xếp SFB. Cái đầu con chuột. Sao rồi, nhắn vô cái đai. Rồi mới nhắn là 4 nút. Đó, lượt. Cái đầu tiên nhắn một cái chuột thôi đúng không? Nhắn một chuột trước. Đó, sang rồi. Nhắn 4 giá. Không. Nhắn bốn kéo là sang rồi di chuyển tới đây. Lộn. Nhắn ghé. Đó là ra. Nhắn nam cái luôn chứ. Shift SFB enter chứ. Để cái đây không tính nên đây phím luôn rồi. Ừ. Đó. Nhưng mà sao làm nè thứ kia. Bình thường nhai. Đặt ta vô. Rồi. Nhắn vô đây. Ừ. Ra. Rồi. Nhắn cái gì trước nhà hai vậy? Đó. Nhắn bốn cái luôn. Bây giờ mới biết à? Ừ. Bây giờ cho tao lại công nghe thử. Ủa sao có chưa được rồi sao? Trời. Ủa cái gì vậy? Cái gì? Biết rồi giữ ship chứ. Đặt qua. Picture.
giờ nói cho bí mật thôi, chỉ cần nhắn một ship thôi. Chiếc tao là cái đó cảm thấy kìa. Tại sao mà làm nhắn lại cũng cùng chạy. Bút vào đi, mà bút kia. Đợi. Thôi lúc luôn. Phải đợi sao đâu. Không chứ là để thương như cảm ứng đi. Không thấy rồi rồi vậy. Mà lại cảm ứng. Mà cảm ứng mình. Thầy kia em cười như điên á. Lạ lắm.